ngày 5 tháng 2, huyện Âu Phú tổ chức họp mặt trao quà cho người Hoàng Lương tiêu biểu vui xuân đón Tết Giáp Thìn năm 2024. Tính đến cuối năm 2023, huyện Âu Phú có 95 người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Những trường hợp này được huyện đặc biệt quan tâm quản lý, giáo dục, giúp đỡ. Đến nay, toàn huyện có nhiều gương người Hoàng Lương tiêu biểu, góp phần ổn định cuộc sống, giảm bớt các hành vi tái phạm tội và vi phạm khác. Ngoài ra, Công an huyện Âu Phú còn đề nghị Sở Tư pháp An Giang để cấp lý lịch tư pháp cho 4 trường hợp chấp hành xong án phạt tù và hướng dẫn làm hồ sơ xóa án tích cho 4 trường hợp. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xét cho vay vốn 2 trường hợp với số tiền 200 triệu đồng để có cơ sở làm ăn, sinh sống bằng chính sức lao động của mình. Buổi họp mặt là dịp để kết nối những người Hoàng Lương với chính quyền cơ sở để kịp thời ghi nhận những tâm tư, tư vấn, hỗ trợ về đời sống sinh hoạt, tìm hướng giải quyết nguyện vọng chính đáng của người Hoàng Lương về tìm kiếm việc làm ổn định, vay vốn để sản xuất kinh doanh. Dịp này, Công an huyện Âu Phú cũng đã thăm hỏi chúc Tết, tặng 42 phần quà Tết cho người Hoàng Lương tiêu biểu, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.